Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi lên đây là The Sword of Hope, nơi mà chuẩn bị có rất là nhiều người homeless đến đây để nhận thức ăn rất là định kỳ như vậy. Thì từ 5-6 giờ sáng chúng tôi thấy có rất là nhiều người, nào là Việt Nam, nào là tất cả các sắc tộc. Nhưng mà tôi thấy có một người thanh niên trẻ của người Việt Nam ở đây. Em cho anh biết tên. Thưa quý khán giả, tên của tôi là Bảo Vinh. Là Bảo Vinh. Bảo Vinh. À vâng. Thưa quý vị, là anh Bảo Vinh. Thưa quý vị, đây là một cái điều mà chúng tôi thấy rất là cảm phục khi có những người trẻ, cả người Việt Nam cũng như là những em bé rất là trẻ, 5-6 tuổi, 3-4 tuổi của người Mỹ cũng đến đây sáng sớm để mà chuẩn bị hàng ngàn cái suất ăn cho những người vô gia cư ở đây. À, Bảo Vinh, em cho em biết em ở thành phố nào? Em thật sự em ở thành phố Garland. Lý do là quen với chị Quỳnh Châu. Bao nhiêu lần chị có mời nhưng mà vì giờ làm việc nên không có đến được. Nhưng mà cuối tuần nay đã có thì giờ nên thu xếp cái thời gian để mình đến, nên mình giúp cho chị để mời và nó là phục vụ cho những người vô gia cư. Với cái lứa tuổi của em, vào cái sáng thứ bảy sáng sớm như thế này, nhiều người đang ngủ hoặc là chuẩn bị là tí nữa đi chơi, nhưng mà em đến, em trải cái tấm lòng của em ra, trái tim của em ra đến đây để phục vụ, đó là một cái điều mà anh thấy rất là ngưỡng mộ. Vâng, xin cảm ơn em đã giúp cho The Sword of Hope cũng như là những người vô gia cư, đặc biệt là em là một khuôn mặt của cộng đồng Việt Nam chúng ta. Xin cảm ơn em. Cảm ơn. Tôi thấy thức ăn rất là ngon đó, thưa quý vị. Hi, Quỳnh Châu. Hello, thank you so much, Lucy and Amy. Their foundation is supporting us $500 to go to international for the Source of Hope. So we're so grateful on behalf of the Source of Hope. These girls, they are so humble, they're so quiet. Mấy đứa này nó rất là hiền, nó rất là dễ thương, không bao giờ muốn nói gì đó. Nhưng mà Quỳnh Châu thay mặt cho hội niềm tin và hy vọng đó. Quỳnh Châu cảm ơn hai cháu có một cái foundation LA that Lucy and Amy đã tỏ vẻ ra biếu cho hội của mình $500 để mà mình được khoảng bán. Nào quý vị biết không, hội niềm tin và hy vọng mới được mời cái UN cũng như là United Nations, cho nên $500 này sẽ đi phổ biến tháng 9 này là hai em cho $200 để mình mua cái gummy bear vitamin. Cho nên quý vị sẽ thấy tất cả mấy cái hình ảnh sau đây về cái donation mà Lucy and Amy Foundation biếu cho hội. Rồi $300 đó sẽ mình sẽ đem đi về Việt Nam trên núi Gia Lan và Sapa để giúp cho mấy em ở trên núi. So, thay mặt hội niềm tin và hy vọng, cảm ơn hai con rất là nhiều, lúc nào cũng có trong trái tim hết á, để chia sẻ cho cộng đồng chúng ta. So nice, thank you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Look, Miss Charlene, they, Lucy, and Amy, they have a foundation. They just donate $500. Thank you. Thưa quý vị, thức ăn cho người vô gia cư mà tôi thấy đây là wow, thịt bò, thịt heo, thịt gà, chiên, thưa quý vị, rất là ngon. Bên này nữa, wow. This here is clean the table, ready to serve for the homeless. That's so nice. Your brother? Oh, okay. And over there, two girls. Is your sister? The middle one is not my sister, but the middle one is. Oh, okay. You guys are so good. Oh. How you doing? Good. Just you clean the table and make it ready to serve the homeless. Wow, how nice. Wow, you guys great. Có mấy đứa trẻ, thưa quý vị, bây giờ là 8 giờ sáng thứ bảy. Thì thông thường mấy đứa trẻ giờ này ngủ thức không có dậy, nhưng mà ở đây có mấy em nhỏ người Mỹ. Họ tới đây để họ
mấy em này tới đây để mà lau bàn cho nó sạch để tí nữa mà phục vụ cho mấy người homeless đến ăn. Quý vị thấy không? Rất là ngưỡng mộ. Từ 6 giờ sáng thì có rất nhiều thiện nguyện viên đã đến đây để mà nấu ăn. Là tí nữa thì họ phục vụ cho những người homeless ở quanh vùng này. Everybody give Mr. Bill a big old round of applause. Woo! So now we can ride up. We have one of our Vietnamese market to win donated a box truck. And so now Mr. Bill tell everybody we did 4,000 pounds of 14 and 1 yesterday. And Mr. Bill did it all by himself and along with a few of us. And that's what the 10 and 1 y'all eat today. He did help that. How long have you been serving in Vietnam? 2 years. No, you did not serve in Vietnam 2 years, did you? No. Oh, okay, but how long have you been veteran? 44 years. 44 year veteran, you see? And now he come and he help us and he serve and all that kind of stuff. So we thank you so much and we feed Mr. Bill well, don't we? Thưa quý vị, đây là cái ông lái chiếc xe truck rất là to lớn của cái hội The Sorter Pop để mà lái để đưa thức ăn đến đây đó, thưa quý vị. Những cái nhà hảo tâm hoặc những cơ sở thương mại người ta cho thức ăn là vậy đó. Thì ông này là cái người lái xe truck và ông là một cựu chiến binh. Ông đã từng phục vụ tại Việt Nam 2 năm và trong có lẽ là trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam trước năm 75, ông đã phục vụ 2 năm ở Việt Nam. Vâng. Đó, quý vị thấy họ tự giác họ rất là cao. Anh xong đứng dậy dọn dẹp và họ bỏ vào cái thùng rác. Vâng, rất là sạch sẽ thưa quý vị. Kính thưa quý vị, trong một vài cái video mà nói về người homeless ở bên Mỹ đó thưa quý vị, thì tôi thấy các bạn bình luận viên, dư luận viên vào trong và nói những cái câu mà tôi thấy mà thưa quý vị, tôi không biết phải nói sao, nhưng mà những cái từ ngữ tôi thấy là các bạn nào là coi như nước Mỹ mà vậy à, rồi ba que hãy xem nè, hay là những người mê Mỹ hãy vào đây mà xem, rồi nói những cái từ mà thưa quý vị giống như là tôi không biết dùng từ nào, nhưng mà thưa quý vị như thế này. Thưa quý vị, ở đâu cũng có người đi tu và ở đâu cũng có người vào tù. Rồi thưa quý vị, ở đâu cũng có những cái thành phần mà thưa quý vị là vào tù ra tồi, rồi hút sắt, rồi thưa quý vị trộm cắp. Nói chung là ở đâu cũng có, thưa quý vị, ở đâu cũng có nhà tù mà, phải không ạ? Tôi nghe đâu là dưới âm phủ đó cũng có 9 tầng địa ngục để mà thưa quý vị là trừng phạt những người mà không tốt trên thế gian. Rồi tôi nghe đâu cũng trên thiên đường cũng có là thiên lôi để mà trừng trị những kẻ dưới trần gian không được tốt. Thiên đường mà cũng có những người như vậy, huống gì là thưa quý vị cái nước Mỹ hay là nước Việt Nam hay là một cái quốc gia nào đó, ở đâu cũng có nhà tù mà thưa quý vị. Nhưng mà bên Mỹ nó có cái là có nhiều người rất là giàu có, cho đó là cái vấn đề mà từ thiện. Cái tâm của họ rất là tốt thưa quý vị, họ đứng ra họ nâng đỡ những người này. Ngoài ra thưa quý vị có biết không, trong này có thành phần những người mà bị vấn đề về thần kinh. Có một lần tôi đến đây sớm, tôi thấy có một cô gái người Mỹ trắng, nói thiệt với quý vị nhá, rất là xinh đẹp. Thưa quý vị, nếu như cô này mà trang điểm lên mang một cái áo đầm mà bước vào một cái khách sạn hoặc là một cái chỗ đó sang trọng, quý vị không hề biết cô ta bị thần kinh đâu. Thì tôi hỏi những người ở đây,
thì họ nói rằng là cái cô này cô bị thần kinh, bố mẹ cô cứ đi tìm đem về xong rồi cô lại trốn nhà cô đi xong rồi người ta đã đi tìm mang về rồi cô lại đi nữa. Thú vị, những người đây là những người có thể là họ đã bị thần kinh chứ không phải là hút chất hoặc là thưa quý vị là bị vào tù ra tội thành phần xấu trong xã hội đâu thưa quý vị, không phải. Rồi chính phủ Mỹ hoặc là những cái thành phố họ có những cái gọi là shelter, tức là những cái phòng để cho những người này vào trong đó ở. Thú vị, mùa hè thì có máy lạnh, mùa đông thì có máy sưởi. Nhưng mà rồi những người này họ cứ đi, thú vị, cứ mang một cái ba lô và cứ đi đây đi đó, ngang đâu tạt vô đó, ở đâu ngủ đó, chứ họ không có nhất thiết họ phải ở trong đó, chứ không phải là như vậy đâu. Thú vị, rồi bây giờ vấn đề những người này bây giờ họ nằm vật ra đó một cái, thì ai mà thấy như vậy gọi 911, tức là 911, thì cái ambulance chở người này vào trong bệnh viện, thì tất cả các bác sĩ, tất cả mọi người trong đó đều là đối xử cái người này công bằng, phải cứu cái mạng sống của cái người này đã. Thậm chí mà cần trực thăng để mà chuyển từ cái bệnh viện này qua cái bệnh viện kia, vì mỗi cái bệnh viện có những cái bệnh viện nó chuyên sâu về cái vấn đề tim, hay là chuyên sâu về cái lĩnh vực ung thư, hay là chuyên sâu về một cái lĩnh vực nào đó. Thì mà cái người này bị cái bệnh như vậy đó, trực thăng chở đi họ vẫn chở đi, họ cứu sống ra, chứ không nói người này là homeless, vô gia cư, hay là người này tổng thống, hay người này là chủ tịch theo cái gì đó, thưa quý vị, không có. Vì tôi có một người em là thưa quý vị bác sĩ chuyên về thông tin, thì tôi cái vấn đề này cũng trong gia đình cũng đưa ra, cũng nói chuyện với người em tôi, nói là hôm nay cứu một cái người mà cái người này là vô gia cư. Nhưng mà vì vấn đề là đột quỵ đó thưa quý vị, cầu vẫn cứu, vẫn làm đúng chứ không có kỳ thị. Chắc chắn là sẽ không có tiền để trả cho bệnh viện đâu, nhưng mà cái trách nhiệm của bệnh viện phải cứu cái đã. Rồi còn tiền bạc thì nói chuyện sau. Tiền bạc nói chuyện sau, nhưng họ biết là không có tiền đâu, nhưng họ vẫn làm. Chứ còn họ không có bao giờ họ phân biệt đó, thưa quý vị. Đó là những cái mà quý vị thấy là cái tôi nghĩ rằng là chỉ có cái nước Mỹ mới làm được như vậy thôi, còn ngoài ra khó lắm thưa quý vị. Rồi đây có những cái bệnh viện mà thưa quý vị là không vào đó không tốn một đồng nào cả. Nhưng tất nhiên là quý vị cũng phải chứng minh được là quý vị không có đủ income, tức là không có đủ cái thu nhập đó thưa quý vị. Thì cứ mỗi lần đau cứ vào bệnh viện họ không có lấy một đồng nào cả. Không lấy một đồng nào cả, có thể quý vị phải chờ lâu hơn một tí xíu. Nhưng mà cái chờ đó là những cái bệnh bình thường, còn những cái bệnh mà khẩn cấp mà quý vị nằm vật ra đó một cái mà chở vào bất cứ một cái bệnh viện nào thì đều được người ta là đối xử công bằng và người ta phải cứu cái mạng sống của quý vị cái đã. Quý vị hãy nhìn một cái lối khác, chứ đừng có nhìn theo cái kiểu nước Mỹ mà có người ăn xin thưa quý vị, chỗ nào chả có, thiên đường cũng có kẻ ăn xin chén đó. Tôi nghĩ như vậy đó, vì bởi thiên đường cũng có những kẻ đồng loạn mới có thiên lôi ở trên đó. Do đó quý vị hãy thông cảm và nhìn theo một cái góc độ khác thưa quý vị. Nhìn những cái người mà người ta tới, người ta làm thiện nguyện đây nè, cho người ta một cái lời động viên. Rồi để mà khuyến khích những con cái của mình, những con cháu của mình, những cái người mà thưa quý vị mà ngồi lớn lên trong một cái gia đình giàu có chẳng hạn, hay là lớn lên trong một cái xã hội quá giàu có mà không bao giờ nghĩ đến cái những người khác, những người kém may mắn hơn mình. Chúng ta nên có nhìn những cái góc cạnh đó, chứ đừng có nhìn mà thấy cái kiểu đồ này đồ kia rồi ba que xỏ lá hãy nhìn này. Rồi thưa quý vị, đừng chúng ta không nên thưa quý vị nhìn những cái đứa bé mà 5-6 giờ sáng mà nó vẫn tới đây, nó tuổi đó là và cái giờ đó là cái giờ mà ngủ say, nó vẫn đến đây để nó quét dọn, để nó giúp những cái người đó. Quý vị nên nhìn những cái góc cạnh đó thưa quý vị, chúng ta không nên nhìn theo kiểu khác thưa quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Cái mục đích của tôi làm cái video này thì thưa quý vị với mục đích rất là bình thường thôi thưa quý vị, để mà cho quý vị thấy rằng đâu nó cũng có cái mặt trái và đâu nó cũng có cái mặt phải. Vâng, một cái xã hội văn minh, một cái xã hội giàu có, nhưng bên cạnh nó cũng có những cái thành phần nó như vậy đó. Nhưng xã hội không có ruồng bỏ họ, xã hội không có bỏ rơi họ. Đó là cái điều mà tôi muốn nói. Xin cảm ơn quý vị.